Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Con Hà Nam. Bộ truyện này Khôi sẽ thực hiện trong 2 tập. Và cô chú anh chị muốn biết về con Hà Nam là con gì thì cô chú anh chị có thể lên Google search để biết, thì nó sẽ cụ thể hơn. Khôi thì Khôi cũng không biết. Thiệt ra thì nhờ có truyện cô Lê Nguyệt thì Khôi mới biết con Hà Nam nó là con gì. Và ngay bây giờ Khôi xin được gửi đến quý cô chú anh chị tập 1 của bộ truyện Con Hà Nam, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chịu thấy Khải ban ban ngoài đường, trông có vẻ dậu dã nên gọi bật gọng. Khải! Anh Khải! Anh Khải! Khải hết hồn quay lại, gắt. Kêu gì á, giật mình một hai vậy mày? Anh đi đâu mà coi gấp vậy? Lúc này ụt giận dữ nha, tôi biết rồi nè. Biết gì? Anh cứ lạng qua lạng lợi nhà cô giáo Diễm hoài nghiêng, chăng ngó thấy cổ mướt mây nên động lòng tà chứ gì. Hỏi thiệt nhiên, cổ chịu đèn anh chưa? Khải trừng mắt, giận dữ nạt lớn. Mày nói tầm xàm ba láp gì vậy chịu? Người ta mới quá chồng chưa bao lâu, vết thương còn mấy tinh á, mày muốn khửi lên cho chảy máu mới được hay sao? Trời ơi, cũng giáp năm rồi anh. Anh cũng mồ côi vợ mấy năm nay, xứng đào xứng kép quá mà. Mày câm họng giùm tao một cái. Người ta là dân đàng hoàng mực thước, chứ không phải là hạng lăng nhăng, nên mày làm ơn giữ mồm giữ miệng, kính trọng người ta một chút. Cấm mày không được nói chơi với tao kiểu đó à. Chịu sụ mặt xuống, bất bình. Này khó thấy ghê vậy trời. Thấy anh cũng mồ côi vợ lâu rồi, cổ thì cũng mất chồng, nên muốn xúi anh đăng ký trước, để đợi cổ mãn tan á thì bưng về. Chứ bộ tôi nói gì ha mà bậy bạ, mà không kính trọng cổ chứ. Đừng có nói tầm xàm với tao chuyện đó. Nếu mày còn nói nữa, trách sao tao không nương tình. Trời đất, anh làm gì thấy ghê vậy chứ. Con nhỏ đó bóng mộng mướt cuộn, nhìn bắt gân ghê hồn. Tôi mà không kẹt con Hà Nam ở nhà là nó chết với tôi rồi, ở đó mà gán cho anh. Khải vừa nói vừa bỏ đi. Mày muốn làm gì đó thì kệ mày, nhưng với tao thì không được nói bậy bạ về cô Diễm. Chịu cười ha hả, nói giới theo. Làm bộ làm tịch. Bữa tôi thấy mẹ anh nói với cổ ngoài ruộng, coi thân thích lắm kìa. Coi mồi vì năm cũng hợp cả cô giáo Diễm dữ lắm đó. Khải bực bội bỏ đi một nước. Khải và Chịu là anh em bạn dì ruột. Mẹ Khải thứ năm, còn mẹ Chịu thứ sáu. Hai chị em đều quá chồng, một mình nuôi mỗi người một đứa con trai. Khải và Chịu trạc tuổi nhau và chơi thân với nhau từ nhỏ. Khải cưới vợ trước, nhưng vợ anh bạc mệnh qua đời sau khi cưới 2 năm. Chịu thì đã có 2 đứa con, một trai một gái rồi. Về tới nhà, thấy dì Năm mẹ mình đang nằm trên võng bấm bấm quẹt quẹt cái điện thoại mà anh mới mua tặng bà cách nay mấy tháng, nhân sinh nhật 50 tuổi của mẹ. Ngó thấy Khải bước vô, dì Năm vừa cười chúng chím, vừa hỏi, nhưng mắt không rời khỏi màn hình. Mới sáng đi đâu về vậy con? Khải không trả lời mẹ, mà hỏi ngược lại. Mẹ coi cái gì mà ôm cái điện thoại suốt vậy mẹ? Dì Năm khoái chí đặt cái điện thoại lên bụng, rồi nhìn anh cười bí ẩn. Dì nói nhỏ. Lại đây, mẹ nói nghe này nè. Mẹ chơi Facebook nhen. Khải phì cười, thích thú. Ồ, dữ, dữ ta. Mà ai chỉ mẹ chơi vậy? Dì Năm cười thích thú. Cô giáo Diễm chỉ cho mẹ chơi đó. Trời đất, nghe nói mẹ chồng của cô Diễm khó như quỷ. Mẹ gặp cổ lúc nào mà cổ chỉ cho mẹ chơi? Nghe Khải nhắc tới mẹ chồng của Diễm, dì Năm câu mặt lại, hứ một tiếng. Cái bà thấy ghét thiệt. Mẹ nghe nói đầy lỗ tai, nhưng bữa đó tận mắt chứng kiến mới ghê chứ. Cái bà không có chút biết điều gì ráo trội. Hôm bữa cúng giáp năm cho thằng con bà, khách khứa sùm đầy ra đó, có mặt mũi xui da nữa, mà bà đầy ải con nhỏ, la rầy rần rần, coi nó như người ở vậy trời. Thiệt tình mẹ chưa thấy ai không biết điều như cái bà đó à. Cô giáo Diễm mượn quần quật từ sáng tới trưa để nấu nướng cho bà đãi khách, mà bà làm như bỏ tiền ra thuê người làm vậy, không hề coi cổ như dâu con trong nhà mà. Có cái thứ mẹ chồng gì vậy không?
gặp mẹ mà gả con gái vô cái nhà đó là bà sang dịch với mẹ rồi. Khải nhíu mày. Con của bà bệnh quá lâu, cô Diễm chăm sóc rồi ở quá luôn. Lẽ ra bà phải thương con người ta, chứ sao kỳ vậy mẹ? Thì đó, chỉ có cái loại người đó mới vậy, chứ gặp như người ta cưng cổ không hết à. Mà sao cô Diễm cũng là người có ăn học, lại nhịn nhục quá mà chịu đựng vậy không biết à? Chính vì cổ có ăn học nên mới vậy đó mẹ. Chứ nếu như người khác thì phản kháng lâu rồi, không chừng còn bỏ chồng lúc vừa mới phát bệnh nữa là khác. Thì đó, bởi vậy mới đoán hậu. Lẽ ra mang ơn cổ còn không hết nữa là hành sách người ta. Bữa đã mừng tuần giáp năm, chị Ba Lan nói chơi vậy. Thôi, coi thủ tiết đến mãn tang rồi kiếm chỗ làm lại cuộc đời đi con. Mấy năm nay có chồng cũng như không, con cũng làm tròn bổn phận rồi. Cái bả phát lên nó chửi người ta te tát. Trời ơi, không lẽ hồi đó mẹ bỏ về á, chứ thấy chướng con mắt sao đâu á. Gặp mẹ mà có con dâu như vậy, mẹ cưng hơn cưng con gái luôn. Khải im lặng không nói gì thêm. Dì Năm nhìn nhìn con trai một hồi, rồi cười cười dò ý. Hay là để Diễm mãn tang chồng, mẹ qua bên nhà ba mẹ nó cưới nó về cho con nhen. Khải đỏ mặt bỏ đi ra nhà sau. Đừng nói chơi vậy chứ mẹ. Nói chơi gì? Mẹ nói thiệt đó. Cô Diễm mặt mày sáng láng, nói chuyện thông thái, nghe thấy là có cảm tình rồi. Tại cái số lận đận sao mà chui vô nhà đó. Đám cưới chưa bao lâu, thằng chồng lăn ra bệnh thập tử nhất sanh rồi tử luôn hà. Không chừng cổ còn chưa đụng chạm gì tới chồng nữa đó chứ. Tưởng sao vừa hầu hạ thằng chồng bệnh nằm một chỗ, vừa hầu hạ cái bà mẹ chồng khó như quỷ. Đàn bà gì đâu mà cái nết chằng ăn trăng quấn vậy, ai mà ở với bà cho nổi. Mà mẹ cũng không hiểu sao ba mẹ Diễm lại dương mắt ra nhìn con mình sống khổ sở như vậy không biết à. Bà nội đó hồi thằng con còn á, cứ bắt Diễm nghỉ dạy hoài. Mà bà có mần gì ra tiền đâu. Diễm nghỉ dạy không có lương thì cả nhà bà hút cứt vô ăn à. Nghỉ dạy đặng làm tôi tớ cho bà. Rồi bây giờ con mình chết rồi, chưa từng tính đến chuyện trả tự do cho con nhỏ, mà làm như nó có bổn phận phải báo hiếu bà vậy. Con một tiếng đi, mẹ đi nói Diễm cho con liền. Con có thua kém gì Diễm đâu. Con cũng thầy giáo vậy. Hai vợ chồng là giáo viên, tuy lương không nhiều nhưng cũng đủ dành dụm sau này có con có cái. Mẹ thì hai đứa không lo, mẹ có dừa của mẹ mà. Khải thích chí phá lên cười. Trời ơi, mẹ mới tính thôi mà làm như chuyện sắp xảy ra vậy. Muốn mãn tang cũng phải 2 năm nữa chứ. Dì Năm la lên. Bậy bậy mày, bây giờ mất 2 năm là mãn tang rồi. Nó mới vừa cúng giáp năm nên chỉ còn 1 năm nữa thôi. Mà nó lại không có con nên đâu có gì ràng buộc được. Chỉ sợ bà không cho nó về nhà đó thôi. Bắt ở lại làm mọi không công cho bà. Đi dạy lãnh lương về nuôi bà đó chứ. Muốn ở lại hay về ba mẹ mình là do cổ, chứ bà buộc cũng đâu được mẹ. Ai thì không nghĩ vậy, nhưng bà này tính khí khác người ta mà. Dì Năm như sực nhớ ra nên bật cười lớn. Trời sao không khiến xui cho bà gặp con dâu như vợ thằng Tư Chịu, cho bà trổ tài. Con nhỏ đó nhớ tới là mắc cười. Làm dâu làm con người ta mà chửi chồng ngày tám giác. Chuyện gì nó cũng lôi chồng ra chửi, mà còn có cái tật đá thúng đụng nia. Vì xấu con sợ nó gần chết. Có đời thuở nào con dâu mà nói mẹ chồng làm biến, ngày tới tối chỉ biết ăn giọng hôn. Nó mà về làm dâu bà hai giận, chăng hàng xóm điếc lỗ tai với hai mẹ con à. Mà cái hồi thằng kia bệnh, dễ gì nó còn ở lợi mà chăm sóc cho mắt công. Nghĩ cái thằng Chịu này á, đàn ông sao mà hèn kém quá trời. Tại vợ nó giỏi, biết kiếm tiền mà mẹ. Kiếm bao nhiêu? Nhưng kiểu cách như vậy ai mà thèm. Nghe Tư Chịu gọi vợ nó là con Hà Nạm không hả? Gọi như vậy còn nhẹ à. Nghĩ trên đời này hạng người gì cũng có. Người ác thì ác phát sợ, còn người hiền thì hiền thấy ghét. Phải chi mà khiến xui cho ác gặp ác, hiền gặp hiền thì tốt biết bao nhiêu. Con Hà Nam của thằng Chịu mà làm dâu bà hai giận là chính chống chính, bất phân thắng bại luôn. Chắc hàng xóm coi phim hành động miễn phí ngày này qua tháng nọ luôn chứ không chơi à. Khải quay ra, ngồi xuống ghế cạnh chiếc võng của dì Năm đang nằm. Dì Sáu là em ruột của mẹ, mà bị con dâu ăn hiếp vậy, mẹ không nóng ruột ha? Nóng chứ, nhưng mẹ làm gì bây giờ? Chuyện nhà của người ta, không lẽ nhạo vô kiếm chuyện?
mẹ trong ngày giỗ chạp gì của nhà dì Sáu con. Mẹ mà chính tay nghe mắt thấy nó láo xược với dì Sáu là chết bà nó với mẹ, chứ đừng có giỡn người. Có cái dì con không bao giờ tâm sự với mẹ chuyện đó. Ui, dì sợ Sáu, mà trời ơi, bên ngoài ai mà không biết, xấu hổ gì nữa. Bữa nào mẹ mần việc nó đi mẹ, con nghe đồn cũng mắc nổi dịch à. Để con nói chuyện với thằng Triệu một lần mới được. Hai, tới tai con quỷ đó là nó chửi tới con luôn đó. Nó nói xen vô chuyện nhà nó, muốn vợ chồng nó bỏ nhau, rồi con nói sao? Xời, con ừa luôn chứ sao? Dì Năm thích chí cười lớn, Khải thấy mẹ mình vui nên hỏi. Ủa, mà con hỏi nè, mẹ gặp Diễm dịp nào mà cổ dạy mẹ chơi Facebook chứ? Chắc cổ cũng hay chơi lắm nên rành chứ gì? Không phải vậy à nhiên, nó không có dính dáng gì tới Facebook hết. Nhưng mà nó rành cái gì mà Internet gì đó. Cái gì người ta mận trên mạng nó đều biết hết đó. Có cái gì kêu bằng Zalo, Zalo gì đó, đặng nói chuyện không tốn tiền, dùng để gọi cho ba mẹ anh chị em nó. Cái đó đó, mình thấy hình người bên kia đương mận gì luôn đó. Nghĩ thiệt tệ à, mẹ cũng có con làm thầy giáo mà nó chớ hề biết mấy cái vụ đó nhen. Khải phì cười. Con biết chứ sao không mẹ, nhưng tưởng mẹ không thích chơi. Làm con mà không hiểu mẹ mình, mấy cái vụ này chơi vui dữ thần lắm, không thấy thời gian trôi chậm. Ở trong đó mẹ kết được nhiều bạn, nói chuyện đủ thứ với họ, coi họ mận thơ, đọc truyện của họ, coi họ đi chơi chỗ này chỗ nọ, đăng hình lên mà thèm muốn chết. Cả đời mẹ không ra khỏi đích ông táo thì làm sao biết mấy chỗ đó. Vậy mà Nha Trang cát trắng, Đà Lạt sương mù, Hà Tiên đầy cẩm thạch, biển Phan Thiết nắng vàng, thiệt tình là mê dữ lắm à. Khải lại cười hì hì. Mẹ lúc này sinh thật nói chuyện vòng vòng mà không có vô trọng tâm rồi. Con hỏi một đàn mà mẹ nói một nẻo không hà. Dì Năm cũng cười. Cái vụ gặp cô Diễm hồi nào đó hả? Bữa đi đám giáp năm của chồng cổ, thấy bà hai ăn hiếp cổ quá xá, mẹ bất nhẫn dữ thần. Cho nên khi cổ ngồi rửa một mâm chén trình ảnh là mẹ sắp vô phủ. Con nhỏ vậy mà vui vẻ thấy ghê luôn nhen. Hỏi gì nó cũng giải đáp rành rành à. Cái rồi mẹ khoe con mới mua cho mẹ cái điện thoại đời mới. Nó hỏi mẹ có dùng điện thoại để chơi gì không? Mẹ lắc đầu. Nó nói để hôm nào rảnh, đi dạy về ghé ngang làm cho mẹ cái Facebook để mẹ kiếm bạn chơi. Rồi mẹ muốn coi cải lương mấy nghệ sĩ xưa, hay nghe ca nhạc, hay đọc truyện xem phim gì trên YouTube đó, đều có hết. Trời đất ơi, mẹ khoái một cái luôn hen. Vậy là năn nỉ cổ ghé nhà mần giùm, nay được cả tuần rồi. Khải cười cười, ghẹo mẹ mình. Chỉ vì cổ làm mẹ cái Facebook mà mẹ muốn cổ về làm dâu mẹ chứ gì? Bảy bảy à, tại mẹ thấy cổ mặt mày sáng láng, ăn nói mềm mỏng, mực thước, lại siêng năng dỗi dắn, mà số phận hẩm hiu, lại dướng phải bà mẹ chồng trời đánh thánh đâm, nên thương, muốn giải phóng cổ ra khỏi chỗ tối tăm cùng cực đó thôi. À, mà mẹ nói rồi đó hen, cho con một năm để tìm hiểu và theo đuổi cổ, nhất định mẹ phải có cô dâu này mới chịu à. Mẹ nói thấy cô mặt mày tươi tắn, nói chuyện vui vẻ mực thước, vậy chứng tỏ cổ cũng không có phiền phức gì trong chuyện làm dâu bà hai mà. Trên đời có những người giỏi chịu đựng, cổ chịu đựng như vậy để ba mẹ cổ không biết chuyện không buồn. Điều này ghi điểm thêm cho cổ nữa. Nói tới đó, dì Năm chép miệng, chắc lưỡi một cái. Mà thiệt tình mẹ không hiểu nổi, con gái người ta nuôi lớn cho về làm dâu con mình, mà sao mình không thương? Lại còn nói như của nợ, như nô lệ. Ai cho bả cái đặc quyền hành xác con người ta trước mặt đám đông mà không ngại ngùng gì chứ? Nếu bả khôn ngoan hơn một chút á, bả có thể làm màu trước mặt mọi người, rồi sau đó muốn chửi rủa đầy nghiến gì đó thì đóng cửa lại, còn có người nhà không coi cũng được hơn. Tại con không tận mắt chứng kiến đó thôi, ta nói thấy ghét lắm, vào mắt ngứa họng. Mà mẹ cũng giận ba mẹ cô Diễm ghê à. Làm sao mà họ không nghe người ta đồn đại, vậy mà không tới bắt con mình về để nó chịu nhục chịu khổ như vậy không biết à. Khải mắc cười mẹ mình, anh trêu chọc bà. Mẹ đó, lúc này có cái điện thoại bấm bấm gõ gõ nên nói chuyện gian minh ác ôn hen. Vậy mà đặc quyền đây nghiến đồ giữ luôn ta. Dì Năm chúng chiếm cười. Vậy chứ sao mày,
Cô Diễm còn nói á, tao có Facebook, mai mốt nhiều bạn rồi, có thể hẹn họ ra ngoài cà phê, tổ chức ăn uống, rồi hùng tiền đi du lịch đây đó nữa kìa. Xong rồi, kiếm ba cho con luôn. Bậy bậy nữa. Trên đời không có ai qua được ba con hết á. Tuy ổng không còn, nhưng lúc nào ổng cũng theo phù hộ mẹ. Cho nên mẹ luôn mạnh khỏe và sống vui vẻ lạc quan, con thấy không? Thôi, mẹ nấu cơm rồi, phụ mẹ dọn cơm lên ăn cái coi. Nãy giờ coi YouTube, nhìn mấy con nhỏ mu can ăn mắt thèm. Trời ơi, ta nói, nó ăn gì mà phát ớn, cục thịt ba rỗi chán nọng, nó ngố một cái xong luôn, không thấy nhai nuốt gì đâu trời à. Ăn kiểu đó có ngày mắt nghẹn té ngửa luôn á. Vậy mà hễ mở lên thấy là thế nào mẹ cũng phải coi vài đứa ăn mới chịu. Công nhận nghe, cái miệng nó nhỏ xíu mà ngốn thấy ghê. Hột dịch đó nó quất một phát mấy chục trứng, còn chơi thêm dĩa mì thù lù à. Bụng chứa dữ thần á mà không thấy mập hen. Ôi ơi, nó ăn ra tiền đó mẹ ơi. Mẹ biết chớ, nhưng nhìn ớn quá. Cầm nguyên con gà xé ra ăn đáo trội luôn. Tôm sống con chản chản á, nó lột ra chấm nước gì á, ăn ngon ơ luôn. Mẹ mà ăn vài cái như nó, không ói tới tận mật xanh mới lạ à nghe. Thôi dọn cơm đi, bữa nào á mẹ cũng đi chợ mua vài ký ba rội về, sắc cục bự bự, rồi kho nước dừa mềm mục như nó, ngôn thử coi được mấy cục. Trời ơi, đừng bắt chước vậy mẹ ơi, ăn xong á đi khám là gan nhiễm mỡ liền á. Vậy sao mấy con đó nó ăn hà rầm á mà không bị? Nó bị á mình biết ha mẹ. Nhưng mà nếu nó dám chơi cái kiểu đó thì chắc là có thuốc ngừa hết rồi. Nè con, mẹ nghi á, ăn xong nó ra ngoài móc họng ói quá. Chứ bụng đâu mà chưa thấy ớn vậy. Nghĩ tới cái vụ hột dịch quất liền 20 trứng, chơi thêm một dĩa mì đen bành kia nái, con người nó có bê lớn mà ăn á, nhìn ngán thấy ốc o vậy. Thôi kệ họ mẹ ơi, thắc mắc làm gì mấy cái chuyện đó không biết à. Dì Nam ngồi dậy, để cái Facebook lên bàn, rồi đi một hơi xuống bếp dọn cơm. Vừa bước mấy bước quay lại nhìn Khải cười. Mừng gì mừng á, con cũng ráng rinh cô Diễm về nghe Khải. Con nói gì á, mẹ đi chơi miết cho hai vợ chồng bay tự do. Trời, mệt mẹ ghê á. Con chịu người ta, nhưng biết người ta có chịu con không? Không gõ cửa sao biết người ta có tiếp mình hay không? Ta nói con gõ cửa lần lần đi, mãn tan cái nó mở cửa cho con liền à. Chừng đó A Thần Phù vô hốt nó về liền, để thằng khác nó hốt á là mẹ mắc đền con đó. Khải mắc cười mẹ mình nôn trong bụng. Vợ anh qua đời cách đây đã 4 năm rồi, nên chắc là bà thèm con dâu lắm. Ba anh mất sớm, bà ở dạy thờ chồng nuôi con. Mẹ anh chỉ có một mình anh, nên tất cả tình thương bà dồn hết vào đứa con trai duy nhất này. Thật ra Khải biết Diễm khi hai người còn là trai gái chưa chồng chưa vợ, người cùng xóm mà. Diễm nhỏ hơn anh những 5 tuổi, nên thuở ấy anh chỉ xem cô là con nít. Khi anh ra trường cưới vợ thì Diễm mới vào sư phạm, yêu con trai của bà hai dần, rồi hai người cưới nhau mà cho bà hai phản đối. Nhưng thân chồng Diễm nói nếu không cưới được Diễm thì anh ta sẽ ở vậy cả đời. Ngỡ đâu họ hạnh phúc chưa được bao lâu thì thân đổ bệnh, chứng bệnh như di truyền từ ba anh ta, thiếu máu não trầm trọng. Từ khi phát bệnh, thân nghỉ dạy và trở nên câm lặng. Anh mặc kệ mẹ mình đối xử bạc ác với vợ mà không một lời bênh vực. Hàng xóm cho rằng Diễm chịu đựng mẹ chồng vì thương chồng. Người ta trách ba mẹ Diễm gả con mà không tìm hiểu gia đình đối phương. Ai cũng biết bà hai dần là một phụ nữ hồ đồ, hung hăng, chẳng chặn dừng. Gả con vào đó cho bà ta coi còn tệ hơn người làm. Tiếng bớt tiếng chì luôn ở cửa miệng. Lẽ ra khi con chết rồi, chỉ còn lại một mình, bà phải thương Diễm nhiều hơn để cô có thể ở lâu dài hữu hỷ với bà mới phải. Đàn này á, vậy mà sao á Diễm lại không dứt áo ra đi chứ? Lạ thiệt, chẳng lẽ ba mẹ cô gả con rồi thì coi con gái mình như người ngoài hay sao? Hôm sau, trên đường đi dạy về, Khải gặp Triệu đang đạp xe đạp tà tà trên lộ. Vừa thấy Khải, Triệu đã toét miệng ra cười. Ghé quán làm bảy ly đá chanh anh Khải ơi. Trưa nắng nực nổi thế mẹ à, vô mượn ly nước giải cảm cho khỏe người, tôi bao. Này vô mánh hay gì? Vô mánh con mẹ tôi á,
mười mấy ngàn, không lẽ ra ngoài vợ không cho dặn túi ha? Khải cười, theo chân Chịu vô quán, gọi hai ly nước chanh muối. Chịu lấy khăn lau mồ hôi trên mặt mình, hả miệng tính nói, thì Khải đã nói trước. Sao mà mày kêu vợ bằng con Hà Nam không vậy Chịu? Chịu nhún vai, ha hả cười. Mẹ bà nó hổ một cái luôn á, chửi tôi á như con không đẻ luôn anh. Tôi không thể tưởng tượng á mình có con vợ chẳng cá như vậy. Không biết mẹ tôi hồi đó mắt bị bồ lệch ăn hay sao á, mà lại cưới nó cho tôi nữa. Mình nói một câu, nó quất mười câu. Ờ mà không phải nó nói à nghen, nó hét suốt ngày điếc cái lỗ tai luôn. Tôi á mà không kẹt hai đứa con là tôi đá nó văng khỏi nhà lâu rồi. Khải cười, biểu môi. Mày á được cái miệng anh hùng rơm. Nghe nói nó chửi tới mẹ mày luôn á, mà mày làm thinh làm thế. Gặp người ta là giả cho rớt rang ra ngoài rồi. Đàn bà gì á mà hỗn ẩu quá trời, ai chịu được. Mặt Chịu đờn ra, anh quê quê cúi đầu xuống. Nhiều khi tôi nổi khùng, muốn dện vô bản họng nó, mà ngán cái miệng nó là ổn tỏi mang nhục à. Chứ vợ chưa nhục sao? Tao là đàn ông, lẽ không nên nhiều chuyện, nhưng tao nghe đồn đi cái lỗ tai về con vợ mày á. Ừ thì cho là mày hèn, mày sợ vợ, nhưng nó chửi mày, mày nhịn cho yên cửa yên nhà, không ai nói. Có điều á, nó chửi tới mẹ mày mà mày cũng im re. Thiệt tình á, tao khinh mày quá. Vợ là người sống cả đời với mình, nhưng mình có quyền lựa và đổi. Nhưng mẹ thì đổi được sao? Hồi nhỏ mẹ nuôi nấng bảo bọc mình, chỉ hy vọng sau này già yếu mình chở che cho mẹ. Đằng này á, mày rước một cái con Hà Nam về để ăn hiếp mẹ mình, làm vậy coi sao được ha? Dũng khí của mày đâu mà không dạy cho nó một trận? Mày im im hoài á là cả đời lệ thuộc nó. Đâu phải nó làm ra tiền rồi muốn làm bà trời. Cứ để nó chửi mày bầm đầu như vậy, sau này con mày lớn lên coi thằng cha của nó ra gì. Chịu cụp mặt xuống vài giây rồi ngẩng lên, ánh mắt tràn một nỗi bất nhẫn. Anh nói làm tôi như thức tỉnh á. Mẹ bà, thứ đàn bà gì ghê gớm. Anh nghĩ coi, với mẹ tôi mà nó dám coi dưới mắt, nó nói chuyện với mẹ chẳng tôn ti trật tự gì ráo. Nó nói vậy nè anh, bộ mẹ ngoài cái chuyện nấu cơm quét nhà thì không biết làm gì nữa hết hả? Trời đất ơi, sôi đờm với nó không? Ở nhà mẹ tôi cơm cũng nấu, nhà cũng quét, cháu nội cũng giữ. Nó đi làm kiếm tiền, nhưng về nhà có sẵn cơm ăn. Ăn xong quăng ra đó, mẹ tôi hoặc tôi dẹp. Nó sướng ông nội người ta rồi mà không khi nào vừa ý là sao á? Là thèm ăn bạc tai chứ sao? Thứ quỷ đó mà lọt vô tay tao á là cam đoan với mày luôn. Ba ngày là nó xách quần áo ra khỏi nhà, đừng hy vọng ngày quay lại. Không cho nuôi con luôn mày. Nó mà nuôi dạy con á thì cũng đào tạo ra cái thứ như nó thôi. Chịu thở hắt ra, mặt đỏ gay, gật gù. Vậy chiều nay á, tôi kiếm chỗ mần xì rượu, rồi về cách mạng nó một trận ra ngô ra khoai mới được. Tại sao phải mần xì rượu? Mày uống rượu vô á để bị nó chửi là tối ngày rượu chè say xỉn nữa. Cứ để y chang vậy cho tao. Nó mà rộng họng lên á thì họng mày phải lớn hơn. Phân tích cho nó nghe, làm dâu làm vợ mà mẹ người ta thì nói năng phải nhẹ nhàng mực thước. Bộ trong miệng nó có rắn đít hay sao á mà mở ra là những lời nặng nề thiếu văn hóa tràn khỏi miệng vậy. Đàn bà mà ăn nói phang phang bữa củi thì giá trị gì mày ơi? Hôm nay tao xúi mày làm cuộc cách mạng như vậy á, vì tao nóng ruột bà dì tao. Mày mà để mẹ tao lên tiếng là coi chừng mẹ tao đánh dập mặt nó đó, không phải chơi đâu. Tôi cũng mong gì năm dập nó một lần, cho nó tởn ông tởn cha. Trời, tởn mới lạ à. Không chừng á nó quất mẹ tao luôn á chứ ở đó. Mà nếu chuyện ấy xảy ra thì coi chừng tao ngang mày. Chuyện gì á tao cũng nhịn được, nhưng động tới mẹ tao á là đổ máu à. Anh nói mà tôi nghe xấu hổ cho tôi. Được rồi, để tôi trị con Hà Nam này một trận cho biết mặt. Tư Chịu này không phải là loại đàn ông để cho vợ hiếp đáp leo lên đầu lên cổ. Nói nghe anh hùng quá ta. Tao chờ tin mày đó nghe. Chờ đi. Nó chính chống chinh là tôi thôi nó luôn. Hai đứa con chia đứa nuôi một đứa, còn không thôi tôi nuôi hết. Ê, tao không có xúi mày thôi vợ à. Chỉ muốn mày giúp nó thay đổi để gia đình êm ấm. Bà dì tao tuổi già cũng được an nhàn hưởng phước. Mẹ tao hiện đang chơi Facebook kìa mày. Câu gì năm của mày văn minh tiến bộ ghê chưa?
Vậy thì tại sao mày lại để mẹ mình suốt ngày nấu cơm quét nhà rửa chén cho dâu con vậy chứ? Chịu châu miệng cười khà khà. Bận này thôi vợ về cưới cô giáo Diễm liền. Khải giật mình ngó Chịu lom lom. Mày ba trợn rồi hả? Thân hai đứa con ai mà thèm chịu mày? Sao không đi? Miễn anh đừng giành với tôi là được. Mày thật không xứng đáng làm chồng. Vợ còn trong ngóc trong nhẹ đã để ý cưới vợ khác. Mày đừng quên, con Hà Nam của mày là Hà Nam rắn độc, chứ không phải Hà Nam tôm cá đâu nhen. Chịu ngơ ngác. Là sao? Vậy mày không biết Hà Nam là gì hả? Là gì? Là gì không biết mà đặt tên vợ. Đó là cái bào thai. Người ta hay dùng Hà Nam rắn, chuột để nhúng giấm ăn cho tráng dương bổ thận. Nói tóm lại, Hà Nam là cái bào thai. Vậy mà tao tưởng mày kêu vợ như vậy là hàm ý muốn nói điều gì. Dẹ đâu á, ý nghĩa của nó còn không biết mà bày đặt. Chịu nhún vai rùng mình. Trời mẹ ơi, nói nghe ớn em vậy cà. Vậy con vợ tôi thuộc về Hà Nam rắn độc rồi. Rắn độc bổ dương mày ơi. Hèn gì mày mê nó, không dám làm cho nó thay đổi. Không mà nghe, tôi không khoái cái Hà Nam rắn. Tôi khoái Hà Nam công, Hà Nam phụng thôi. Khải cười gian dội, móc túi lấy tiền trả hai ly chanh muối. Chịu giành lấy. Để tôi, tôi rủ anh mờ. Khải gạt tay Chịu ra. Tao trả cho mày ơi, tao có tiền lương, còn mày cứ ngửa tay xin vợ. Khi nào mày không xài tiền nó nữa, mới đủ mạnh miệng mà nhai con Hà Nam, biết chưa? Chịu cười hả hả sảng khoái. Mẹ bà, bận này mày răng nhai con Hà Nam một trận dần sướng luôn nè. Ý mà Hà Nam làm sao mà có xương hén anh Khải? Nói nghe dữ chứ, không biết có làm ra đám ôn gì không hà. Để anh coi tôi. Tôi thú thiệt á, trước giờ chưa có ai ăn Hà Nam. Nghe tới bào thai chuột con á, hay rắn con là ốc án nổi cùng mình rồi. Nhưng bận này á, mà không tuyệt chủng nó, để nó nở ra cả bài bài á, làm hại xã hội loài người chứ ít lợi gì. Có khi á, mày coi á, hễ giống Hà Nam tốt á, thì dưỡng cho nó nở ra ngon lành cái coi. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Cái miệng của nó như con chằm quạp á, càng nói càng thấy tức hà. Phải chi mẹ tôi giữ như bà hai giận á, là con này bị tề ngay từ hồi mới về làm dâu, chân ướt chân ráo kìa. Thôi, miệng mồm như bà hai giận á, cũng tội nghiệp cho con vợ mày ơi. Bà chửi quá nên thằng con của bà bị nhũng não chết ngắt thấy chưa. Sống trên đời á, chuyện gì cũng nên vừa vừa phải phải thôi. Được người được ta, thế giới mới hòa bình. Thôi về mày ơi, đi dạy về á, rồi tắp đây. Mẹ tao ở nhà chờ cơm nóng ruột luôn à. Rồi. Vì năm có cái phê tê bút đó dễ gì mà buồn. Tôi thấy gì mà ham. Phải chi con vợ tôi nó được một chút thì mẹ tôi cũng nhàn hạ như mẹ anh rồi. Trên đời hiếm có mẹ chồng sợ nàng dâu. Nhà mày là một trường hợp cá biệt. Đó là chỉ một lý do duy nhất thôi. Là mày sợ vợ. Mà sao hôm nay tao kỳ vậy cả. Nói một hồi cũng quay lại con Hà Nam của mày. Thôi tao về trước à nghe. Chiều, Khải buồn tình thả bộ ra lộ, đôi chân vô thức đi ngang nhà của Diễm. Anh nhìn vào, thấy Diễm đang xác chuối bầm cho vịt hay heo ăn gì đó. Tội nghiệp, cô giáo người ta áo dài quần trắng thức tha yểu điệu, chăm sóc bộ hình bộ dạng mướt cuộn. Còn cô giáo nhà này, sau giờ dạy thì đi cấy lúa, dặm lúa, vớt bèo bầm chuối chăn nuôi, mà thu hoạch thì mẹ chồng lấy tớt. Hèn chi dù cực khổ bao nhiêu, Diễm cũng nhất định không bỏ dạy. Chỉ có đi dạy, cô mới thấy thư giãn và bản thân có giá trị hay sao? Lần đầu tiên, trong đầu Khải phật lên suy nghĩ. Anh và Diễm dạy khác trường, mẹ anh thích Diễm như vậy, còn anh thì cũng có chút cảm tình với cô. Nếu bà hai dần trả tự do cho Diễm, anh sẽ tìm hiểu cô. Và nếu hai người có duyên nợ với nhau, thì anh sẽ cưới cô, rồi xin dạy chung một trường. Diễm dạy anh văn, Khải dạy toán. Vợ chồng mở lớp dạy thêm tại nhà cũng có thu nhập chi phí tiền chợ. Khải sẽ không để mẹ mình phải cực nhọc như dì sáu của anh, để bà thoải mái vui chơi. Còn bản thân anh sẽ chung lưng đấu cật phụ sự việc nhà với vợ. Khải đã nghe qua về Diễm nhiều và anh tin
mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ quá chồng mà anh biết từ hồi còn tắm mưa ở truồng. Đang lang thang suy nghĩ, bỗng Khải nghe tiếng quát tháo của bà hai trong nhà. Bầm chuối xong rồi dọn lên mâm cơm luôn. Giờ này mà chưa cơm nước gì hết, bộ tính bỏ đói tôi hay sao á? Tiếng Diễm nhẹ nhàng. Con nấu cơm rồi, chỉ chờ mẹ đi chợ mang đồ ăn về làm là xong. Kiếm trong tủ lạnh coi có gì ăn được thì ăn, chịu đi giải dễ thì mua chứ. Tôi già rồi, tiền bạc đâu mà mua đồ ăn nuôi mấy người. Dạ con biết rồi, nhưng hôm nay trong tủ lạnh không có gì ăn. Để con qua tiệm mua vài cái trứng hộp dệt xào khổ qua nghe mẹ. Đâu có dám đòi hỏi, mấy người cho tôi ăn gì thì tôi ăn nấy thôi. Mà sao ngày nào cũng đi ngang chợ mà không biết mua đồ lắp vô cái tủ lạnh vậy? Bộ sợ ở nhà tôi lén ăn vụng ăn dịu hay sao? Trời đất, Khải nghe mà lấy làm lạ. Bà ta nói chuyện với con dâu không có một chút thân ái của người ở chung nhà, chứ đừng nói là tình thương của mẹ và con. Vậy mà sao Diễm lại giỏi chịu đựng như vậy chứ? Khải dậm chân định bước đi thì hết hồn khi nghe bà hai quát ầm ĩ. Ê thằng kia, mấy bữa nay thấy mẹ con mày coi không có được rồi đó nghe. Mần gì ló thục nhà tao hoài vậy? Nhà tao có giàu có gì đâu mà rình mò. Muốn vớt cái củ nợ này đi chứ gì? Ngon thì nhào vô vớt. Nó còn để tan cho con tao lâu lắm, chưa cho phép mẹ con mày dòm ngó đâu. Khải không muốn đôi co với hạng người này, nhưng nếu anh làm thinh bỏ đi thì cái miệng của bà ta còn tung ra những tin bất lợi cho Diễm. Khải quyết định hôm nay sẽ cho bà một trận về bài học làm người. Anh quay phát lại trừng mắt ngó bà. Ăn có thể nói bậy, nhưng nói thì phải lựa lời. Tôi nể dì là người lớn, nhưng dì cũng phải vừa vừa thôi. Đường xá của nhà nước hay ít ra cũng là của xóm làng, chứ phải của riêng dì đâu. Dì hỏi tại sao mẹ con tôi rình nhà dì à? Sao mà gọi là rình? Đi ngang thuận mắt, ngó vô nhịn cái cũng kêu bằng rình sao? Hay dì sợ có người nghe được dì hà khắc với con dâu như thế nào chứ dì? Ê cái thằng khốn nạn! Hà khắc là hà khắc sao mày? Chuyện nhà tao, mày biết được bao nhiêu mà rộn chuyện vậy? Khải cười khẩy, hết mặt lên. Hôm nay đường xá vắng người, nhất định phải ăn thua đủ với bà chàng cố này mới được. Anh cười khì. Thiệt tình thì tôi có mắc mớ chi đến nhà bà đâu mà tìm hiểu. Có điều dù không muốn, nhưng tôi cũng bị nghe đầy nhóc lỗ tai về cái miệng của bà rồi. Nhưng bà khoan ngạo mạn đã nghiêng. Cao nhân ác hẳn có cao nhân trị. Cái kiểu mồm năm miệng mười như bà mà nhầm mẹ gì bà ơi. Bà quen nết chửi dâu chửi con. Dâu cô Diễm là người có học thức nên không muốn cãi tay đôi với bà. Chứ ngữ như bà gặp tôi đó hả? Tôi tạm thời dẹp cái nghề giáo qua một bên để ăn thua đủ với bà luôn. Bà đừng có hễ ra là chửi người ta. Bà mà nói động tới mẹ tôi một tiếng coi tôi xử bà ra sao nè. Bà hai dần nhảy đông đỏng lên, tay đụng gì quan nấy, nhìn bộ dạng như con nít nổi điên. Khải liếc qua Diễm một cái. Cô vẫn còn ngồi bầm chuối cay, nhưng đưa mắt kinh ngạc nhìn anh. Khải mắc cười cho mình. Chăng Diễm không khi nào ngờ được một thầy giáo như anh lại có thể hàm hồ như vậy. Nhưng không sao cả, ít ra anh cũng dạch cho cô thấy với loại mẹ chồng như vậy cô nên có phản ứng, chứ nếu không bà ta được đàn chân lên đàn đầu. Chẳng lẽ cô phải chịu đầy ải suốt đời bởi một người mà bây giờ không có chút quan hệ gì với mình hay sao? Bà hai dần bước ra, chống nạnh hai tay, la lối. Mày là thằng thầy giáo mất dạy. Loại thầy như mày dạy ra cái thứ gì mà dám ăn nói với người lớn như vậy chứ? Mày kêu con mẹ năm lại đây nói chuyện với tao. Mày có muốn con dâu tao cũng phải nịnh hót tao chứ. Có đâu coi rẻ rúng tao như vậy. Chó mới thèm gả nó cho mày. Tự nhiên Khải thấy mắc cười vì chợt nhớ tới con Hà Nam của Triệu. Bà này có cái Hà Nam cọp con. Chao ôi, Hà Nam cọp ai dám ăn trời. Mà con Hà Nam này hình như sắp nở rồi. Động tới sẽ bị nó cắn chảy máu là chuyện trong tầm tay. Nhưng dẫu sao anh vẫn là người ngoài cuộc. Anh làm gì mà sợ Hà Nam, dù đó là Hà Nam cọp chứ. Được nước, Khải chắc chắn sẽ không có ai nghe được những lời trịch thượng của anh ngoại trừ Diễm, nên cố tình ghẹo ghen bà ta. Trời ơi, mắc cười chưa? Cô Diễm mãn tan chồng rồi thì bà lấy cái quyền gì bắt cô ở lại với bà nữa hả? Bà dễ chịu một chút đi thì quả may còn có người hầu hạ cơm nước cho bà thêm một năm. Còn nếu như bà cứ cà chớn cà cháo như vậy thì cổ khỏi cần để tan trọng tới mãn tan. Tôi cậy người mai mối tới nhà hỏi cưới cổ cái rần cho bà coi nè. Bà ngon thì thách tôi đi,
tôi làm liền cho bà coi chơi. Khốn nạn! Vậy thì ra mày với nó đã hẹn hò rồi phải không? Phải thì sao? Cái thứ lộn nài bẻ ống như nó, chồng chết, cỏ chưa mọc lên mộ mà dám hẹn hò với đàn ông khác. Hai đứa bay không sợ trời phạt hả? Không sợ cái hồn ma hiện về kéo chân bay xuống khỏi giường sao? Khải khoái chí, ha hả cười. Sợ chứ. Nhưng mà bà đừng quên, người sống hiền thì khi chết sẽ thành ma hiền. Tôi tin vợ tôi với chồng cô Diễm sẽ chúc phúc cho tụi tôi. Mà không chừng ảnh còn hiện về rầy bà, sao lại đối với ân nhân mình tệ bạc vậy nữa chứ? Mà thôi, tôi bận rồi, không có thời gian ở đây xàm xí với bà. Nhớ lời tôi cảnh cáo đó, ăn ở tốt với Diễm thì còn hưởng phước được một năm, bằng không một ngày cũng không có, biết chưa? Bà Hai Dần giận quá giận, hai tay quơ lung tung, đôi môi giật giật nhưng không biết trả lời sao với Khải, nên quay thật nhanh vào nhà đến bên Diễm, bưng thúng chuối bầm hất tung tóe ra nhà, rít lên. Con chó đẻ này, mày ăn gan trời rồi, nay dám dắt thằng khốn đó tới đây bẻo gan tao hả? Khải thất sắc. Chết cha, anh đã làm khổ cho Diễm rồi. Anh chỉ biết nói cho đã cái nư của mình, mà quên là Diễm vẫn còn trong vòng kiềm tỏa của bà ta. Mà anh và Diễm đã từng nói chuyện hay hẹn hò dâu bể gì với nhau đâu. Tại ghét bả nên nói cho sướng miệng, mà quên rằng Diễm còn phải sống chung với bà ta ít nhất một năm nữa. Và rồi sau một năm đó, chưa biết cô có đủ dũng khí bước ra dứt khoát với căn nhà đó hay không. Chết rồi, mình đã gây quả cho Diễm rồi. Giờ phải làm sao đây? Lặng Thinh bỏ về thì Diễm sống làm sao với mụ phù thủy đó chứ? Kệ. Chết chết. Mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm thôi. Khải vội bỏ qua hết sĩ diện và tai tiếng. Nếu như ai nhìn thấy anh ở trong nhà bà Hai Chằng mà đôi co, chừng đó nước biển cũng không rửa sạch, chứ nói chi nước sông. Khải dũng cảm đi vào nhà bà ta và hiên ngang dõng dạc lên tiếng bảo vệ cô giáo yếu đuối. Bà tức cười thiệt. Bà lấy quyền gì mà to tiếng với cô Diễm? Quyền là mẹ chồng mà. Xin lỗi bà không là cái nghĩa địa gì với cô ấy cả. Bà chưa nuôi người ta ngày nào. Chính ba mẹ cổ nuôi cổ, chăm sóc từ lúc mang thai đến khi là đứa trẻ sơ sinh, đút ăn đút uống, bệnh hoạn người ta lo lắng bưng con chạy đi bệnh viện, rồi nuôi cho cổ ăn học, cho cổ nghề nghiệp, để sau này có chồng cũng có thể sống nhờ vào tiền lương của mình. Người mà cổ mang ơn phải báo hiếu là ba mẹ cổ chứ không phải bà. Rồi cổ về làm dâu bà, mang cái thân xác được cha mẹ nuôi cho nên dốc nên hình, mang cái trình độ nghề nghiệp do chính ba mẹ trao tặng để phục vụ cho mẹ con bà. Lẽ ra bà phải tri ân và xem trọng người ta chứ. Đằng này tôi hỏi bà, cổ có nghĩa vụ phải lo lắng cho bà hay sao? Mấy năm qua về nhà chồng hạnh phúc được bao lâu? Chồng bệnh hoạn nằm liệt giường, cổ vẫn giữ phụ đạo cho đến khi anh ấy qua đời, vẫn còn ở lại để lo cho bà. Bà là gì của cổ? Là mẹ chồng. Người lo cho bà là con trai của bà kìa. Nhưng anh ấy đã bỏ bà rồi. Cô Diễm yêu chồng nên vì chồng mà không nỡ rời xa bà, vì sợ bà đơn độc, chứ làm gì mà cổ phải có bổn phận lo cho cả đời bà chứ. Đi dạy dễ, cổ phải quần quật từ sáng tới tối, tiền lương tính toán từng xu cho hai miệng ăn. Bà đã làm được gì cho cổ đâu, bà nói tôi nghe coi. Bà Hai Dần giận trung thịt, đôi môi giật giật chưa biết trả lời sao, thì Khải đã đứng trước mặt Diễm. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Hy vọng những lời anh vừa nói ra sẽ làm em suy nghĩ. Em còn trẻ, đường tương lai còn dài, cũng nên sống cho mình, chứ không nên hy sinh cho kẻ không đáng được hy sinh. Nói xong, không chờ phản ứng của Diễm, anh quay sang bà Hai nói câu cuối cùng trước khi bước ra khỏi nhà. Bà muốn ba gai gì thì tới tìm tôi, đừng có lấy lý do này lý do nọ mà ăn hiếp Diễm nữa. Tôi mà nghe được là bà mệt mình với tôi đó nè. Ra tới lộ rồi mà Khải vẫn còn nghe tiếng chọi đồ rầm rầm và tiếng chén đĩa bể loảng xoảng trong nhà. Anh lắc đầu chán nản. Ngày trôi qua nặng nề, Khải cố ý canh chừng Diễm đi dạy. Nếu gặp giữa đường, anh nhất định sẽ chặn cô lại để hỏi thăm tình hình. Nhưng đón hoài mà vẫn không thấy khiến anh đâm lo. Khải không dám nói cho mẹ mình nghe, cũng không dám lai giảng gần nhà của Diễm.
anh sợ bà ta thấy bóng mình thì tru tréo lên sẽ làm Diễm mang tai tiếng. Nhưng trong bụng thay rất khó chịu, anh nhớ tới nụ cười nhẹ bí ẩn của Diễm khi nghe anh lên lớp mẹ chồng. Diễm đâu phải là đứa con gái ngu khờ, sao lại dốt tính như vậy chứ? Sao lại cam tâm làm tôi mỗi cho bà ta khi không nhận được một chút lòng thương nào của người sống chung? Nóng ruột quá, Khải nhất định hôm nay sẽ khai thiệt với mẹ rồi nhờ bà hỏi thăm tình trạng của Diễm ra sao. Nếu bà thích Diễm, anh đồng ý để bà đi nói chuyện với bà mẹ ruột của Diễm xin cưới cô về làm vợ mình. Nhưng vừa dựng xe ngoài sân, dì Năm đang nằm võng chơi Facebook liền ngồi bật dậy cười toe toét, đưa tay ngoắc ngoắc Khải. Khải, vô mẹ nói này nghe nè. Facebook của mẹ bị chứng phải không? Cũng có chút đỉnh, nhưng mà không phải cái chuyện đó. Vậy chuyện gì? Chuyện này vui lắm, nhưng mà trước khi nói chuyện này ra thì con giúp giùm mẹ chút coi. Hai ngày nay á, đón đường cô giáo Diễm để hỏi mà không thấy. Không biết có chuyện gì không, hay là bệnh hoạn chi nữa à? Khải hồi hộp. Hay là cổ không có vợ dạy? Bậy bậy, hôm qua nay là thứ tư thứ năm, sao mà không có vợ dạy? Hôm trước cổ làm Facebook cho mẹ cũng thứ năm chứ đâu. Được rồi, mà giờ mẹ muốn con giúp mẹ chuyện gì? Dì Năm chộp điện thoại mở ra đưa cho Khải coi. Con coi nè, mẹ đâu có đăng gì đâu mà ở trang cá nhân của mẹ người ta đăng nhóc luôn. Vì mà sổ số kiến thiết tùm lum tà la, rồi thì mua bán gì sùm ở trỏng á. Gì kỳ vậy? Facebook của người ta mà nhào vô đang bậy bạ là sao? Khải phì cười. Họ gắn thẻ đó mẹ ơi. Hèn gì, mẹ thấy thông báo là ông A, ông B gắn thẻ bạn trong một bài viết. À, bực mình ghê nơi. Giờ mẹ không muốn vậy phải không? Phải. Của mẹ thì mẹ chơi, hoặc bạn bè thân thiết gắn thẻ thì được. Chứ mấy người đó mẹ có quen biết gì đâu. Chỉ là kết bạn trên đó thôi mà. Mà họ quảng cáo sổ số, thấy ghét quá đi. Được rồi, con gỡ ra cho mẹ, rồi con cài đặt thêm chế độ ẩn thẻ. Nếu như mẹ muốn cho thẻ nào lên trang cá nhân thì mẹ cho. Làm sao mà mẹ cho được? Từ từ, để con chỉ mẹ mà. Một lát sau. Xong rồi đó, mẹ hiểu hết chưa? Hiểu rồi, biết cách thao tác rồi. Vậy giờ nói chuyện quan trọng hồi nãy được chưa? Khoan, trước khi nói chuyện quan trọng thì con điện thoại kêu thằng Chịu lại đây đi. Chi vậy mẹ? Dì Năm cười khoái trá. Để nó kể cho con nghe chuyện nó cách mạng con vợ nó ra sao cho biết. Cái thằng thầy chạy luôn, làm như có ai chống lưng cho nó. Mà mẹ dòm tình hình của nó giống như vừa mài dao dạy vợ vậy con à. Wow, nó dạy được vợ nó, không còn hỗn hào gì với dì xấu rồi hả mẹ? Wow. Thì kêu nó lại kể cho nghe. Hồi sáng mẹ đi chợ, nghe người ta kể sơ sơ hả? Dạ, cái thằng ngon nghen. Để con kêu nó lại học hỏi coi. Khải thích chí, điện thoại cho Chịu. Chịu nói giờ mất đi công chuyện rồi, Chịu sẽ có mặt. Khải tiếp tục truy kích mẹ mình. Còn chuyện quan trọng gì nữa hả mẹ? Dì Năm đang cười tích tác, bỗng nghiêm nét mặt lại, hỏi với giọng khẩn trương. Nói cho mẹ nghe đàng hoàng. Có phải con tới nhà ve vãn cô Diễm, rồi bị bà Hai Dần chửi đuổi về không? Khải thản nhiên cười. Mẹ nghe từ đâu vậy? Trời ơi, ngoài chợ đồn sùm hết trọi. Nhưng mà người ta bên con à nghe. Họ nói con mà can đảm đeo đuổi Diễm và cưới cụ gì là bà con hoan hô con liền. Phải để cho bả một bài học mới được. Có đâu mà hung hăng như quỷ cái à. Nhưng mà vụ việc ra sao, kể mẹ nghe cái coi. Khải kể cho mẹ nghe tất tần tật, không hề giấu giếm một câu. Dì Năm nghe tới đâu đã điếu tới đó. Không những dì không rầy thằng con mình hỗn hào với người lớn, mà dì còn có vẻ ủng hộ Khải mới ghê chứ. Sau khi nghe xong, dì cười giòn tan. Phải nói tạt vô bản mặt bá vậy mới được. Bả ngon lại đây kiếm chuyện với mẹ đi. Mẹ thì không phải lựa lời như con đâu. Mẹ phán câu nào lỗ đầu câu nấy, chứ đừng giỡn mặt với mẹ. Ờ mà con nói vậy, Diễm có phản ứng gì không? Mẹ coi bộ con đó cũng nặng già mà nghen. Bị chửi quanh năm suốt tháng mà không có phản kháng gì hết trơn hết trọi vậy. Bộ tim nó không phải bằng thịt nên không có cảm giác gì hay sao cả.
Khải thấy mẹ mình nói gì cũng suông ống, mà lúc này sinh thật nói nhiều. Nói chuyện Facebook không mà dòng do Tam Quốc mới vô đề được. Sực nhớ, anh hỏi mẹ. Mẹ nói thứ năm Diễm có giờ dạy phải không? Rồi sao ha? Con nóng ruột không biết sau khi con về rồi, bà có làm khó gì cổ hay không nữa. Để con gặp cổ hỏi thử coi. Đón đường chẳng ngõ người ta hả? Không được hả mẹ? Bà mà nghe thấy thì khó xử cho con nhỏ. Vậy con vô trường kiếm thẳng luôn. Dì Năm chắc lưỡi. Mẹ cũng cạn tính. Phải biết xin cổ số điện thoại thì giờ dễ rồi. Ráng cua cổ đi con. Cổ ửa mẹ cưới cổ về cái rập liền á. Sợ cổ còn thương chồng đó mẹ ơi. Thương thì thương, nhưng có còn đâu nữa mà chờ đợi. Phải biết tính cho tương lai của mình chứ. Phải chi á. Cổ có đứa con hữu hỷ cũng đỡ. Hoặc ít ra mẹ chồng thông cảm và thương yêu, thì cổ thủ tiết vì thương mẹ chồng, báo hiếu giùm chồng cũng coi như hợp lý. Đằng này bà nội đó ai mà chịu đựng cho nổi hôn. Khải đứng dậy gấp rút. Thôi con đi đây. Nói một hồi trễ dở là phải chặn đường cổ đó. Đi đâu đi đi. Mẹ cũng chưa bắt nồi cơm lên nữa. Đi sớm về ăn cơm chiều còn dậy nữa đó. Hôm nay con không có giờ. Mẹ lo chuyện người ta mà quên con trai của mẹ rồi. Sau này có cưới về rồi cưng dâu hơn cưng con trai cho coi nè. Bất công nghen. Thôi thôi đi thằng quỷ. Già đầu rồi mà còn cà nanh. Khải cười hề hề rồi nổ máy xe chạy đi. Nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là 11 giờ. Nếu Diễm có dậy, chắc cũng sắp tan ra. Anh cho xe tấp vào góc đường chờ đợi. Học sinh lũ lượt rời khỏi trường. Một lát sau, Khải mới thấy Diễm dắt xe ra. Đợi cô nổ máy, anh lặng lẽ chạy sau lưng cô. Đến khúc vắng người, Khải qua mặt rồi chạy song song với cô. Nay dậy tiết năm luôn hả Diễm? Diễm giật mình quay lại, thấy Khải, cô nhoẻn miệng cười. Anh cũng vừa tan dạy à? Khải bầu dẹ nhìn cô. Không, anh cố tình đi đón em. Mình ghé đâu uống nước chút rồi về nghe. Đón em làm gì? Về trễ mẹ em la làng nữa. Đừng có sợ bà nữa. Sợ bà làm tới. Em có trách nhiệm gì với bà chứ? Diễm cúi mặt xuống, buồn buồn. Vì em đã hứa với anh thân trước khi ảnh ra đi là sẽ ráng chịu đựng mẹ ảnh, giúp ảnh chăm sóc và báo hiếu cho bà vài năm, đến khi nào em tìm được đối tượng khác. Cho nên anh thấy đó, em đâu phải không biết bà ấy ghét em. Vì thứ nhất, bản chất bà là chanh chua. Thứ hai, bà cho rằng em khắc chết con trai của bà. Thôi kệ đi, người mẹ mất đi đứa con trai duy nhất của mình đã quá đau lòng rồi. Mặc bà nói gì làm gì, em cũng đều không chấp. Rồi cũng đến lúc chia tay nhau thôi. Lúc ấy, nếu bà còn tình nghĩa thì em sẽ thỉnh thoảng tới lui thăm viếng. Còn không thì đường ai nấy đi. Bây giờ anh thân vẫn còn đang nhìn vào. Em đâu nỡ làm anh ấy đau lòng vì mẹ được, anh Khải à. Khải kêu lên. Trời ơi, em tin rằng thân vẫn còn lãng vãng trên đời này sao? Em không nghĩ rằng chết là hết sao? Con người chỉ có thể tồn tại ở thế gian một khoảng nào đó thôi. Hết duyên số thì rời đi. Đó là chuyện sớm muộn mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Nếu chết mà vẫn còn hồn phách, thì em nghĩ đi, Tần Thủy Hoàng có thể tha cho Lý Tư và Triệu Cao sao? Vua Quang Trung tha cho vua Gia Long mà. Diễm đang có nỗi niềm đau đớn trong lòng, mà nghe Khải nói, cô cũng bật cười. Thôi, hẹn anh hôm khác nghe. Bây giờ nếu có chuyện gì gấp, thì anh nói nhanh với em đi. Khải nói trớ đi, vì anh không biết phải nói gì với Diễm nữa. Khi lập trường của cô đã như vậy rồi. Mẹ anh bị cái Facebook của bà nó hành. Muốn gặp em để hỏi. Vậy khi nào rảnh, em ghé nhà chỉ giùm mẹ anh nghe. Anh cũng biết mà. Vậy sao không chỉ cho gì? Tại mẹ anh thích em. Anh biết sao giờ. Bà suốt ngày cứ muốn em làm con dâu của bà. Bà sẽ cưng em hơn cưng con gái. Vì bà đâu có con gái đâu mà biết cưng ra sao. Cho nên cái chuyện anh nói với mẹ chồng em là anh nói thiệt đó. Em mãn tan thân xong là mẹ anh cậy người đi gặp ba mẹ em liền. Chừng đó em đừng từ chối anh nghe. Hãy cho anh cơ hội chăm sóc em. Mẹ anh nói cưới nhau về rồi mẹ sẽ rủ dì Sáu đi chơi chỗ này chỗ kia, giao nhà cửa lại cho vợ chồng mình. Mình còn trẻ,
phấn đấu vài năm sẽ có con cái đầy đàn, cùng nhau đầu bạc răng long, hén Diễm. Khải thích thú nhìn Diễm đỏ cả mặt mũi vì mắc cỡ. Hai chiếc xe vẫn chạy song song bên nhau, nên tiếng nói của Khải phải lớn mới không bị tiếng động cơ xe áp mất. Diễm im lặng tới khúc quẹo vô nhà mới dừng xe lại nhìn anh. Anh về nói với dì Năm, chủ nhật này đi chợ em ghé. Còn chuyện anh vừa mới nói là anh cố tình chọc ghẹo em phải không? Khải khoát tay, lắc đầu lia lịa, kiểu nói y chang mẹ mình. Bảy bảy à? Là điều mà anh ấp ủ từ lâu. Anh cứ luôn trách mình sao lúc trước ở cùng xóm với em mà không phát hiện ra sau này em sẽ là vợ hiền dâu thảo để cho thằng Thận cướp đi như vậy. Bây giờ hai đứa mình đều đã lỡ chuyến đò hết rồi, cho nên cùng nhau tái hợp là do duyên nợ ông trời định sẵn cho mình. Nếu như em cùng suy nghĩ với anh thì dù có bao nhiêu chướng ngại vật, hai đứa mình cũng đều có thể nắm tay mà san bằng để bước đi trên đường cái quan trọng thênh thang. Anh không ép em phải trả lời ngay đâu. Em còn cả năm thủ tiết, anh kiên nhẫn chờ đợi được mà. Diễm nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười. Anh cứ chờ đợi đi. Thôi em về nghen. Vậy là em hứa với anh rồi phải không? Vậy là từ nay bớt ăn bớt mặc lại để dành tiền cưới vợ phải không? Diễm lên ga cho xe chạy, quăng lại nụ cười. Anh thiệt là. Khải nhìn theo bóng lưng của Diễm, ngạc nhiên nhận ra sao mình lại thích nụ cười của cô gái này lạ lùng đến vậy. Diễm đang sống trong cảnh buồn bực, nhưng khuôn mặt cô lúc nào cũng sáng bừng, nụ cười cởi mở chứ không phải âm u của kẻ bị đày đọa tinh thần lẫn xác thân. Từ đâu cho cô cái dũng khí chịu đựng như vậy chứ? Vì yêu người chồng quá cố của mình hay sao? Vì lời hứa với anh ta trước phút lâm chung hay sao?